Bởi vì ăn chay là chưa phải là tu. Bởi vì ăn chay là để cho mình nhạ nghiệp và mình tập tánh thương người, nên ép vào khuôn khổ người hiền. Cái người ăn chay là để bị ép vào một cái khuôn khổ người hiền, giống như vô đạo hòa hảo có 4 ngày chay, phải không? Dạ. Yeah. Cao đầy 10 ngày và đi là Bắc Tông thì trường chay, còn Nam Tông thì nghĩa là ngủ tịnh nhục. Như vậy thì đó là cái giới đạo. Người ăn chay nghĩa là để tránh những cái sát sanh. Như vậy thì mình phải phục vụ, như cô hồi trước cũng ăn chay nè, có chồng cũng phục vụ chồng ăn mặn. Rồi vừa rồi đó có một cái cô này cô giúp đỡ, cổ ăn chay mà cổ phải là nguyên cái gia đình nuôi cho mười mấy cái bầy cá, rồi ăn chay trường. Như vậy cô nói thôi, muốn ăn chay trường á thôi thì ăn cá sướng hơn. Một bữa ăn có 2 con cá một ngày, 4 cá con, mà đếm một năm mình 6 tháng tắt tóm ra là mấy triệu 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 một sinh mạng. Như vậy nó không đúng, nó trái với cái lực từ bi. Chúng ta do ở đời tu đạo cứ tùy duyên, đối cứ ăn đi mệt ngủ liền đó. Nghĩa là mình tu theo đạo tùy duyên, bây giờ em thanh trong được rồi, mình cắt nhắc được rồi, cái những cái tạp nghiệp mình không vướng nữa, là mà ở bề trên mình là căn tiên đó, mình ăn hoa quả, mình xuống cái tự nhiên nhớ chực lại. Nghĩa là mình không ăn mặn được, như vậy thì mình ăn chay. Còn người ta là giàu hàng tướng, người ta được đầu xanh trở lại, thì thấy không, bây giờ chế độ của nhà nước mình thôi, mấy người cấp cao nhà lớn đâu có ai ăn chay đâu. Nhưng mà khi về hưu rồi tôi cũng biết được mấy vị ăn chay đó. Như vậy thì trong cái ăn chay phải có nghĩa là duyên lành gõ được cùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần, trước là các em từ cái cung trên xuống. Tôi nói thật, cái người ăn chay mà trường mà ăn được là căn tiên hết á, nên thật. Còn ở dưới địa tiên lên, tôi nói thì đừng buồn nha, cái người ăn chay được địa tiên lên chỉ là mấy cái anh, mấy cái chú khỉ ngỗng là không ăn mặn, nên đầu thai cũng ăn chay. Mà cái người ăn chay mà không biết giữ đạo, không biết làm hiền, nóng nảy sân si gây gỗ làm những chuyện sai trái, tức là từ ở dưới nó lên. Còn mà quý vị ăn chay, tôi nói là đạo nhân thôi, làm đúng thôi, thì quý vị là kiếp trước là tiên hết. Vì nghĩa là thánh tiên, Phật tiên không có ăn, không ăn mặn được, nhưng mà thần tiên vẫn ăn mặn, rồi thánh thần còn ăn mặn, là quỷ thần còn ăn mặn. Còn nếu nói về tiên thần và Phật thần không ăn mặn. Như vậy thì quý vị ăn chay được thì đứng vào cấp cao hơn. Nhưng mà quý vị cũng phải tre trả ơn là nhân đạo bất tu tiên đạo vẫn hỷ, nghĩa là tiên tu là nhân tu nhân đạo, tiên tu Phật đạo. Như vậy thì mình vì là một cái cảnh để mình tránh cái sự sát giết, mình ăn chay đó là tốt rồi, chờ Phật chứng rồi. Nhưng mà cái bổn phận, cái đạo hiếu, cha chồng mình mẹ rồi không ăn được, như vậy thì mình đi mua con cá hay mua thịt gì, mua con vật chết giống như ngủ tịnh nhục vậy đó. Hay là mua con rồi đem về mình cũng nấu đồ ăn đồ này kia nọ, mà đâu có sao đâu. Như vậy thì mình vẫn là, một là cái mình làm cái này là mình đạo hiếu mà. Nếu ai bắt lỗi mình sai là người đó sai rồi. Bây giờ cha mẹ mình ăn không lẽ không nấu ăn à, như vậy thì quý vị nhớ là mình ăn chay cả TOR chứ không phải CH. Như vậy thì tâm chay là tốt rồi. Tôi ngâm bài thơ ăn chay cho quý vị nghe nghe. Chay tâm chân chắc chẳng hơn, không sân không giận không sờn việc tu, tối cũng lại mẫn nhu kinh kệ, đi giúp đời nguyện thề chân ái, dầu cho công việc hàng ngày bản buồn vất vả những gài cũng tu đó. Mình không có làm gì mà mình ăn chay rồi đi chỗ nào cũng thanh tịnh hết. Còn ăn chay mà không thanh tịnh, ăn chay mà theo cái trường lớp, cái sống của xã hội, thì cái đó là mình còn ăn CH, tướng chay chứ tâm chưa chay. Như vậy thì người ăn chay phụng sự cho mẹ, cho cha, cho chồng, trong khi đó là mình thủ cái đạo hiếu. Còn mình ở mình ên nha, mình ở mình ên mà mình ăn chay đó, mà mình cứ đi bắn cá thì đừng ăn chay. Ở đây đó tôi có thằng em, nó là kết nghĩa, nó ăn chay 20 năm mà nó đưa cha mẹ vợ con được, cái nó đi đặt vớn. Người ta bắt con cá dân lưới còn bắt lọn con, còn vớn nó bắt không còn con gì hết. Tôi nói thôi mày cuốn vớn bỏ, còn nếu không mày chở đũa, mày ăn nhiều chừng nào mày tội nặng chừng nấy. Bởi vì mình cái nghiệp hiếu trả chưa được thì mình ăn mặn đi đó, mình ăn coi. Còn mình đang làm cái này á,
là ăn chay không có tội nhiều là khi mình mua cái con vật chết để nuôi gia đình. Còn cái này con ăn chay mà vì cái miếng ăn sự sống, vì cơm gạo là bắt vấn, bắt không còn cái gì hết. Như vậy thì mày sát bao nhiêu mạng thế gian mày ăn chay, tức là dối tu. Nên cái người mà ăn chay mà tụng kinh mà tâm còn nóng đó là bị đốt cháy kinh hết, nghiệp đổ, nghèo khổ, chồng đánh vợ thôi. Có đôi khi hai chồng thương nhau lắm, nghèo khổ ở nhau, cất căn nhà hay mua được chiếc xe tự nhiên thôi nha, là nghiệp đổ. Như vậy thì quý vị nghe lời cô Hoa, có hoàn cảnh thì rất nhiều. Rồi có khi mằng ăn đang ào ào cái đưa tiền ra, mằng ăn cái đưa nhiêu trúng giật hết nhiều. Để rồi cái tự tu không được, có người gửi rồi miệng cô đòi tự giận đó. Dạ thưa, hồi đó cô cũng vậy đó, cô bị lừa tới không còn cái gì hết á. Nên cái người bạn mà cô thương nhất, cô tin nhất, tới người ta cho cô được cái chùa cửa là dưới 8 con đất cũng bị lừa, cũng lấy luôn đó. Như vậy thì cô không nói người đó là ai, nhưng mà ở núi Cấm này ai cũng biết. Rồi tới cái tiền của cô vô hụi á, người ta bắt vô hụi giùm, rồi cô uy tín cô vô giùm, cái ta hốt ta không đóng, cô phải đóng. Cô phải đi coi tay cào nháo kiếm tiền để đóng, ai biết được cái hoàn cảnh mà cô phải trả cái nghiệp. Như vậy thì cái người nằm trong cảnh rất quý cô ba, nhưng người ngoài coi cô ba còn thương đóng gác nữa. Rồi cái người ta học, người này nói người kia nói. Cô ba chỉ nói một câu, ở đây là tâm sự nhiều của quý vị. Cô ba nói con câu à, mình tu chấp nhận trả nghiệp thì chấp nhận chịu khó. Có người ta chửi mình, có người ta chê bai mình, mình thấy mình bình đẳng trong tâm, mình không giận người đó, thì mình mới là thánh tiên, mình mới là Phật thần. Vì chúng sanh nghĩa là nghe khen thì mừng, chê thì giận, nghĩa là tắc tán hết, ôm một cái tâm sân của đó gọi tâm phàm, không biệt được nghiệp thì lấy gì giải thoát. Bây giờ mình thấy vậy mà mình đối cảnh không phải là mới dễ nha quý vị. Trời ơi, nhịn dữ lắm đó là mới nhịn mới được. Đó là phận tu hành tay gác mặt lì, phải chịu cay đắng của người chia sớt. Là cô ba hồi trước không dám, nghĩa là nhìn ai chân, miễn nhìn người ta nói sợ nhịn không được. Thấy người kia đi đằng kia mà phải chờ lại đi đảo qua chỗ khác để đừng gặp mặt. Khi mình gặp mặt có đối tác nhau, mình dằn không được, nó có một cái phiền não lớn đó. Như vậy phải tập ngày tháng năm, tới 25 năm là cô ba trả nghiệp, cô ba tập được. Cái khi mà bình đẳng quá rồi thì tài sản của cải. Cô ba không phải mà nói châu Phú, là nói với mạng cộng đồng là cô ba ỷ đâu. Hồi trước cô ba là muốn có một cái người ta lại coi, vậy người ta cho mình được 200 ngàn là mừng, hết sức mừng, bỏ được vô túi mừng rồi. Mà trước khi mà Tấn Dũng lại quay á, là một năm trước là cô qua được cái phước rồi. Cô qua chỉ ước thôi là cái chuyện đó có. Quý vị muốn quý vị đắc đạo chứng đạo không, cô qua chỉ cho. Cái xề ta bán đồ ăn bất cứ món gì mà quý vị lại gờ mua món, thấy ta tớp người ta mua tùm lum, là cái phước của mình nó tới rồi. Nên á, người có phước có của mới được xài nha Châu Phú. Nói chung với bạn cộng đồng, người không có phước giống như ông xã mình nè, ông giỏi giắng siêng năng đừng nói tới, nhưng ông không có đủ phước gì, ông không có bố thí, ông hiền, ông mặn, ông ăn không ăn của ai. Tới mà cô nhận coi tay hay này kia nọ, ông chắc là trồng rau cải ăn chứ không không ăn. Nhưng ông đâu có được phước gieo duyên. Vì Đức Phật hồi xưa là ngài là thái tử, nhưng ngài dẫn sách bát gieo gì, không phải ngài đi thích thực đó, là vì ngài tham muốn, mà ngài vì cái một cái tạo cái duyên cho chúng sanh. Như vậy thì chúng ta ăn như thế nào mà cho cái người cho mình ăn được thỏa mãn và có phước? Chúng ta ăn biết chia sẻ, chúng ta ăn phải gán tu, chúng ta ăn phải gán làm sao cho đúng đời tốt đời đẹp đạo. Cô ba nghĩa là chúng ta ăn mà chúng ta không làm tốt đời đẹp đạo, chúng ta nhận tiền. Như cái chùa nào có cái là tiền của ông thầy chùa đâu, tiền bá gia bá tánh không. Nhưng mà cái chùa là được hậu hữu cho những người tu sau này của giáo hội, người nào tu được hưởng. Còn chúng ta nhận tiền, cái nào tiền của bá gia bá tánh thì để cho đạo hội, cái nào của mình cái phước đã hưởng đầy đủ rồi, bây giờ mình cứ ôm giữ của mình, chết nó đem theo được không? Đau nó còn chưa nằm gần mình nữa, con chồng khi đau nó lại làm nằm gần, nó dám không, nó sợ. Và những người thân nhất như vậy thì ngu dại gì phải ôm một cái tham lam của thế gian để mình khổ. Người ta nói mình tham không sao, nhưng mình tham thật mình sẽ khổ, đó là chay thật. Còn quý vị ăn chay mà quý vị cứ là nói tôi ăn chay thành đạo, dạ thưa cô qua nói ở trong đây đừng buồn nha, ăn chay mà không hiểu được cái lý của nhà chay thì quý vị thấy không, con khỉ nó không bao giờ ăn mặn, nhưng nó vẫn nhăn nhó tới ngày. Quý vị tâm chấp, tâm sân, tâm si, nghĩa là tham ăn có uống thì cố uống, thì cái ăn chay nó không là gì hết. Mà ăn chay phải thanh lạc, phải biết mình khác hơn chúng sanh, phải giải thoát ra bực bồn. Còn cô qua nói đó là bực cao, còn cái bực thấp giống như Phú đi,
hay những người khác uống rượu cờ bạc hút sách, rồi gái vợ lớn vợ nhỏ mà bây giờ mới vào tu không cúng lại ăn chay, ai biết mình tu. Nên người mới bước vào khuôn khổ người hiền, trước hết chúng ta chưa tu được, quy y rồi đặt cái bàn, quy y dưới là Phật Tổ Phật Thầy, trên Tam Tòa Hội Giáo, trên Tòa Thánh Mẫu, Bí Đức Linh Cha là nói về là cao đài hay là Thiên Chúa, mình giải hết rồi. Nên có người trong đời men nói cô ma nhập đồ, nói đúng. Bởi vì cô giờ, mà cô không định ngôi, cô chẳng bao giờ, nghĩa là có người cho số điện thoại cô cũng không điểm nữa. Vào cô tìm, nói cô bà quản lý, bà nói chút hay đang bà tìm người giàu, bà giữa mé và không. Cô cũng không giàu nhưng cô đã đầy đủ lắm rồi. Cô không ăn được một ngày hết một lít gạo thì cô cũng không cần chuyện đó. Mà cô cần cái người giúp ích cho nhân sinh, cho đồng bào, cho chăm họ, cho bách gia. Mà người làm được như người ta thì mình gán làm như người ta, giống như cô nói là tả đạo. Cô nói chung Tiểu Hiền là tập vào khuôn khổ người hiền, biết thương yêu, biết chia sẻ, rồi mình mới đi làm tới giải thoát mới qua Phật được. Còn bây giờ mình vô tu Phật mà trong khi mình nghèo, mình khổ, mình hưởng của chúng không à. Mình đi lặn lội, mình còn là hay kiếm được một miếng thuốc nam, mình làm được một cái việc gì cho, nghĩa là tứ chúng, cho nhân loại. Còn bây giờ giống như mình vô tù, mình vô chùa như vô tù không biết gì hết, không nói gì hết, ăn của bá gia bá tánh mà không được. Nên các đừng phân biệt với thánh tăng, đừng phân biệt với những người tu cao đạo. Người ta ăn được, ta tu được, rồi người ta hưởng của chúng được, người ta nói pháp lợi cho chúng sanh tu, hay những cuộc thuyết trình, biết bao nhiêu người giác ngộ, mình phải tôn quý người đó. Nên cô chỉ nói người làm sai chứ cô không nói về tôn giáo. Như vậy thì người ta nói cô là thiên ma, thật sự cô cũng không có nghĩa là chấp nhận, nhưng cô cũng không phản bác. Vì ở trên ta tu Phật, ta về Tây Phương, mà cô qua dám khẳng định ai muốn về Hội Long Hoa, muốn giữ cái xác này là về, trước là về Tây Ninh là theo mẫu, nhi về Tây An là theo cha, theo thầy. Tại sao? Vì cái Hội Long Hoa là chọn dân trí, chọn người hiền nhân để thay đổi, xây dựng một đất nước giàu mạnh, nghĩa là đổi mới một tinh thần, một đạo đức, một nông thôn hóa. Nghĩa là con người trước ác như thế nào, nhưng lúc này hòa giải được, nghĩa là chế độ nó sẽ đi đến quốc độ. Khi con người vào quốc độ thì hai bên, tức là như có ông cha có hai đứa con, nó quýnh lộn với nhau, nó dành một cái căn nhà. Mà cái người chiến thắng biết đưa bàn tay nắm người thất bại, thì em mình có giận mình không, anh mình có giận mình không. Còn mình chiến thắng, mày nói mày lên đi, mà không theo tao mày chết, thì nó có chết nó cũng không theo. Như vậy thì một người chiến thắng phải đưa tay nâng em mình lên, em về tiếp anh đi, anh về tiếp em đi. Vì chúng ta hãy lo cho tổ tiên chúng ta, lo cho đất nước của chúng ta, lo cho cha mẹ chúng ta. Em đừng nghĩa là chấp về tại sao trước anh sai. Có người nhân vô thập tàng, xá sạch đó là Hội Long Hoa, là người đến Long Hoa, là người được tồn tại. Còn người nào mà nói tu tốt lắm, khi tu rồi anh đủ phước đủ duyên rồi, thì anh sẽ về Tây Phương, anh bỏ cái nghiệp ở thế gian, thì anh mới đổi lại một con người mới. Như vậy thì anh mới về cái cảnh ở cực cực lạc. Nên cái Hội Long Hoa này Phật ngự thế gian, đồng sống với thế gian nhưng khác thế gian, tức là biệt nghiệp. Nên chúng ta đều tấm tắc, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt nhau trên con đường đạo đức. Nếu ai được chọn lành chọn sáng, về cõi Tây Phương an dưỡng hoàn toàn học đạo, mới trở lại cứu giúp chúng sanh, đúng không? Như vậy thì Tây Phương là biệt được nghiệp chúng sanh, như cô nói từ giờ. Như vậy thì đạo pháp vô biên, sức người có hạn, cô qua chỉ nói tới đây, xin tạm dừng nha, rồi để cho bà Bảy vào một chuyện khác. Hẹn gặp nhau dịp khác, xin chào Phật. Tất cả. Cảm ơn cô ba rất nhiều. Chúc cô ba sức khỏe, an lạc nha. Dạ, Nam Mô. Khi cô qua an lạc, cô qua mới có sức khỏe. Nhưng mà cô qua thấy nếu cái thời này đó, mà nói thật sự cô qua có nhiều bệnh lắm. Cô qua nghĩ rằng sẽ đi trước ông xã cô qua. Một là bệnh xiển, hai là bệnh gan, ba là máu nhiễm mỡ, bốn là tim cũng hơi nhiễm mỡ luôn, rồi bị đốt xương sống, rồi ôi tùm lum, rồi bị khớp, rồi bị thần kinh tọa. Nếu trong con người tâm can tỳ phế thận như cô qua sát trần, không có lúc nào là không có bệnh hết, nếu nói lúc nào cũng dính hết. Nhưng vì cái sức mà nói cho quý vị mừng, nghĩa là bao nhiêu người nói cô sẽ không bao giờ sống qua tuổi 30, nhưng mà vì cái sự chết cô muốn tìm sống nên gán tu. Gán tu phải tập tu, phải tập nhịn, tập thương yêu, tập tha thứ, tập chia sẻ. Cái của mình dám có 10.000, dám móc cho người ta 5.000 thì sao mình mới bớt tham. Đừng nói mình không tham, nói tôi không cần gì hết, không nhận gì hết, nói sai. Bây giờ mình trồng bắp ăn bắp, trồng đậu ăn đậu. Bây giờ mà nghĩa là trồng được
một tấn bắp ăn giùm 300 kg, cho 700 kg đi là người tốt còn chứ, ăn nửa cho nửa là được rồi. Như vậy thì chúng ta tại sao cái đó không làm? Đó là nhân sinh quan. Còn về Phật, thiên sinh quan là khác, địa sinh quan là khác. Người đất nước lo đất nước, người trách nhiệm lo trách nhiệm, người quản lý địa phương. Sao tại sao bây giờ mình không có, đó là ở trong đất nước mình mà khi mình làm gì mình không kính người đã hy sinh cho đất nước mình được ngày nay yên ổn, có mình chén cơm manh áo đó, mình là để vậy thì người có công với đất nước, người có tội với đất nước thì để trời tính đi. Còn bây giờ nghĩa là những người quản lý, nghĩa là cho mình được chén cơm, cho mình được sự sống, cho mình được sự an ninh, còn có giàu hay không, có tiền hay không, có cơm gạo đầy đủ hay không, có đất đai điện sản hay không, là sức trí tuệ và sức một con người đó. Cái người mà an ninh cho mình làm là người ta chỉ giúp đỡ thôi, người ta có chiếc xuồng, mình có cái dầm phải tự bơi. Tôi nói cho quý vị vậy. Thì chúng ta có ông cha, có một cái nhà mà hai đứa con, thì cái đứa mạnh á, nó hiếp rồi, con nó thắng rồi, thì nó tự kêu nó, mày không theo tao mày chết, nó chẳng thật chết thì không theo. Hãy nói em ơi, tiếp anh một tay, vì nghĩa là ngôi nhà cha, chứ không phải gì là cái sự đấu đá lẫn nhau như em anh nữa. Thì thứ tha cho người ta một niềm sống, cho một niềm vui, hòa giải được từ vô vi tới hữu hình, thì đất nước này lo gì bị người ta ăn hiếp. Chứ cho nhà trí thức, những nhà học thức, những người đi xa, những người đã học ở là hải ngoại rồi, nào là kỹ nghệ công nghiệp, rồi tất cả những y học, những cái mà đưa đất nước này là may mắn trong cái ưu đãi trời đất của trí tuệ thiên nhiên, nó được như vậy là đã long qua rồi. Giống như bây giờ người xa nói thì nói vậy, nhưng mà cả giống như nói những nhà tỷ phú, triệu phú, giống như tôi nói giờ những người đó quý vị cho người ta tiếp lại, quý vị dọn một miếng đất tốt không? À, thì bây giờ tôi nói quý vị là hãy tha thứ, giống như tôi nói những cái đề man mà nói chúng tôi là thiên ma đó, tha thứ. Chúng quý vị hãy nghĩ sâu về, quý vị đã Phật rồi, nhận lệnh của Phật mẫu rồi, mà Phật mẫu chữ tôi thì ít, nhưng quý vị có phải xứng đáng không? Những người nghe những người đó chữ mà chấp nhận những người đó là bậc siêu sao của Phật pháp, dạ thưa tôi rất là cảm ơn. Một thời gian từ đây tôi hẹn với quý vị tới 24 quý vị sẽ về Tây Phương hết rồi, không còn ở Tây Ninh và Tây An như chúng tôi. Quý vị hãy tha thứ cho họ đi, tha thứ cho một niềm tin. Tôi nói như gì vì tôi thương quý vị, chứ tôi không oán thù quý vị. Tôi quý trọng quý vị, một năng trí, một người tài, một người nghĩa là bật được cho đời, cho đạo, một người nhận sứ mạng thiên địa nhân để làm tròn một trách nhiệm cho Như Lai. Như vậy thì mình có giống Như Lai không? Ngôn ngữ lời nói, những nghĩa là tạp chất mình phải tẩy rửa cho nó sạch thì nó mới được trong thanh mát nhẹ.